Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Quân khu 7 thông báo tin buồn, 12 liệt sĩ hy sinh. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh Nam, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. 12 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã anh dũng hy sinh vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2 tháng 12 năm 2024, nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn khi tham gia diễn tập tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 1. Thượng sĩ, liệt sĩ Đặng Quốc Bình, sinh ngày 3 tháng 2 năm 2004, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Tiểu đội trưởng, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trú quán, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 2. Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Bùi Trường An, sinh ngày 12 tháng 10 năm 2002, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trú quán, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 3. Trung sĩ, liệt sĩ Trịnh Doãn Thế Anh, sinh ngày 4 tháng 1 năm 2005, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 4. Trung sĩ, liệt sĩ Hồng Chí Tài, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2005, nhập ngũ tháng 2 năm 2024. Chiến sĩ, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trú quán, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 5. Trung sĩ, liệt sĩ Trương Văn Tiến, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1999, nhập ngũ tháng 2 năm 2024. Chiến sĩ, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trú quán, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 6. Trung sĩ, liệt sĩ Thông Minh Kiệt, sinh ngày 20 tháng 2 năm 2004, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trú quán, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 7. Trung sĩ, liệt sĩ Phạm Ngọc Hiếu, sinh ngày 26 tháng 2 năm 2000, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trú quán, phường Bình Tân, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 8. Trung sĩ, liệt sĩ Lâm Hoàng Nhật, sinh ngày 13 tháng 8 năm 2003, nhập ngũ tháng 2 năm 2024. Chiến sĩ, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trú quán, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nay là xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 9. Trung sĩ, liệt sĩ Võ Thanh Hiếu, sinh ngày 8 tháng 3 năm 2004, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trú quán, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 10. Trung sĩ, liệt sĩ Bùi Hy Lạp, sinh ngày 17 tháng 10 năm 2004, nhập ngũ tháng 2 năm 2023. Chiến sĩ, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trú quán, phường Tân An, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. 11.
Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Hồ Gia Huy, sinh ngày 30 tháng 9 năm 2005, nhập ngũ tháng 2 năm 2024. Chiến sĩ, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trú quán, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. 12. Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Trọng Hòa, sinh ngày 2 tháng 7 năm 2005, nhập ngũ tháng 2 năm 2024. Chiến sĩ, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Quê quán, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trú quán, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Huy hiệu, tuổi trẻ dũng cảm. Trao bằng Tổ quốc ghi công, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện thân nhân gia đình các liệt sĩ vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 8 tháng 12 năm 2024. Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 2024, nhằm ngày 8 tháng 11 năm Giáp Thìn tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương. Ban tổ chức lễ tang gồm 19 người do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng ban. Truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm và truy thăng quân hàm cho 12 liệt sĩ hy sinh tại Quân khu 7. Ngày 6 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 12 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã ký quyết định về việc truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho 12 đoàn viên đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7. Sư đoàn 5, Quân khu 7 cũng đã truy thăng quân hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ cho 1 đồng chí, thăng quân hàm vượt bậc lên trung sĩ cho 11 đồng chí. Trước đó, ngày 5 tháng 12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ ký quyết định số 1521 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có công điện về việc tai nạn trong diễn tập tại Quân khu 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, thân nhân, các quân nhân bị nạn. Chiều 6 tháng 12, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 5 và lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương đã chia làm các đoàn công tác đến thăm và chia buồn với gia đình của 12 chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5 đã hy sinh vào ngày 2 tháng 12 tại trường bắn quốc gia khu vực 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Được biết, trong số 12 chiến sĩ hy sinh thì tỉnh Bình Thuận có 6 chiến sĩ đã ngã xuống, trong đó huyện Hàm Thuận Nam có 4 chiến sĩ gồm binh nhất Thôn Minh Kiệt, xã Tân Thuận, binh nhất Võ Thanh Hiếu, xã Tân Thuận, binh nhất Nguyễn Hồ Gia Huy, xã Hàm Cường, binh nhì Nguyễn Trọng Hòa, xã Hàm Cường. Hai trường hợp ở thị xã La Ghi đã hy sinh gồm binh nhất Bùi Hy Lạp, phường Tân An và binh nhất Phạm Ngọc Hiếu, phường Bình Tân. Tại tỉnh Bình Thuận, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chia làm 3 đoàn công tác đến thăm các gia đình liệt sĩ. Tại gia đình hai liệt sĩ Nguyễn Hồ Gia Huy, Nguyễn Trọng Hòa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ lòng tiếc thương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với sự hy sinh của các liệt sĩ. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định công việc và cuộc sống. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất để các gia đình liệt sĩ tổ chức tang lễ trang trọng, chu đáo. Thời gian đến, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để giúp đỡ, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình liệt sĩ.
Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai có 4 trường hợp hy sinh, gồm trung sĩ Đặng Quốc Bình, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, binh nhất Nguyễn Bùi Trường An, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, binh nhì Trịnh Doãn Thế Anh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu và binh nhất Lâm Hoàng Nhật, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu. Tại tỉnh Bình Dương có 2 trường hợp hy sinh là binh nhì Hồng Chí Tài, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng và binh nhì Trương Văn Tiền, xã Thạnh An, huyện Dầu Tiếng. Ngày 5 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ nói trên. Tại các gia đình các liệt sĩ, đại diện quân khu 7 đã thông báo tình hình vụ việc xảy ra là 12 quân nhân hy sinh, thông tin về chế độ, chính sách và cách thức tổ chức lễ tang cho các quân nhân, động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát, phối hợp với quân khu để lo hậu sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.